À nha, hôm nay mình tới nhà của bà Bảy hỏi thăm sức khỏe của bà Bảy. Bây giờ mình mời cả nhà vô nhà bà Bảy với mình nha. Bảy con mới tới. Bữa Bữa nay bà Bảy có đi lạc hành không ạ? nay không có cháu ơi. Vậy hả? Rồi hôm nay bà Bảy không có đi lạc hành, rồi bà Bảy có đi làm cái việc khác không? Có như ngủ ở bên bà chị đó mà sáng về về mới cho 20 ngàn. Dạ, cho tiền mua sáng. Dạ. Cho tiền mua nãy kia cũng như bữa có hành bữa không. Dạ. Rồi hành đó thì lâu lâu mới có lặt đúng không bà Bảy? Chứ đâu có đâu đặt hoài. Đâu có đâu lặt hoài, Dạ. Rồi cá mắm mình đi chợ sao bà Bảy? cũng mua ăn mình nên ăn cũng gói Muốn muốn. ghém đồ gọn Dạ. gọn. Dạ. Rồi mấy cô mấy dì gần đây là cũng cho chút rau, chút thịt gì hả bà Bảy? Cũng không có cháu ơi, Dạ. bên bà đó cũng anh em cũng cũng có ăn mà cũng như hồi nào giờ cũng không có giúp cái gì, không có cho Dạ. cái gì. Dạ. Hôm nay là con tới đây để hỏi thăm sức khỏe của bà Bảy. Với lại không biết là chú ở trên trên xã đó có xuống đưa phiếu cho bà Bảy để bà Bảy đi mổ mắt chưa? Chưa Chưa nữa hả? Dạ, vậy chắc hút chắc không sao đâu, để thế nào cũng con có nói rồi à, tới là đợt này tới đợt là mới người ta mang có giấy xuống người ta đưa cho bà Bảy, bà Bảy nhớ đi mổ mắt nha, chứ để con mắt bà Bảy nó bị sốn nó khó chịu. Dạ, thì con đến đây hỏi thăm sức khỏe bà Bảy. Với lại thứ hai nữa là có một mạnh thường quân hỏi con là nhà của bà Bảy đã đủ tiền cắt chưa. Thì đợt trước đó là chú thợ chú sẽ nói là được cái sườn rồi cái nền là 41 triệu. Dạ, 41 triệu mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình đó là được 21 triệu 500, là gồm có ba Mạnh Thường Quân. Là con cũng nhắc lại cho bà Bảy nhớ nha, là anh Christopher Đào là 11 triệu 500, chú ở Sài Gòn là 5 triệu và chị Hiền là 5 triệu. Thì tổng số tiền của ba Mạnh Thường Quân là 21 triệu 500 và cái tiền nhà là 41 triệu, cho nên là còn còn thiếu tới 19 triệu 500 nữa. Dạ, nhưng mà ở ngoài thì cái đợt mà bệnh dịch đó mà phải, nên là kinh tế của mọi người đều khó khăn hết. Dạ, bệnh dịch là nên đâu có đi ra ngoài làm việc được đâu. Dạ, nên kinh tế nó bị xuống thấp nữa. Dạ, với lại là cũng gần tới mùa mưa mà con sợ là không có đủ tiền để cắt nhà cho bà Bảy kịp á, nên là con có ý hỏi chú Sệ coi làm cách nào để mà có thể xây được cái sườn nhà trước cho bà Bảy để bà Bảy kính mưa kính nắng. Rồi còn cái nền nhà này á, thì mình sẽ xây sao, tại con thấy nó cũng mà bị sập dữ lắm rồi nè, gạch này nó đã bị xuống xuống góc nhiều lắm rồi, có mấy cái lỗ này nó thủng xuống luôn đó bà Bảy. Hổng xuống rồi đất Dạ thì tính sao cũng được. dạ thì con lại con thông báo cho bà Bảy với lại Mạnh Thường Quân xem. Có cái nhà rồi bà ở bà cũng mừng lắm, mừng Dạ. ơn Thì mừng có khi ngủ không được nữa. Mưa xuống dột cái tủ thờ cái bên ổng nữa, Dạ. nó dột cũng có nơi cái chỗ chứ không phải dột hết, còn cái trái đó thì không có dột à. Ngủ thì không có dột thiệt, Dạ. chỉ lợm. Này Cái này là sao đúng không bà Bảy? lợp sao Dạ, còn mấy cái này là lâu lắm rồi. lâu rồi, Về cái nhà này là cắt lâu chưa bà Bảy? năm nay 9 năm rồi chắc. Hôm nay là 9 năm rồi. Dạ. Rồi Nhà từ thiện người ta cho đó hồi Dạ. trước. Thì lúc đó là mình có được cấp sổ hộ nghèo không bà Bảy? Lúc đó đó mình có được cấp sổ hộ nghèo đúng không? Có Dạ. sau này có Dạ. mà bà không nhớ mấy năm. Dạ. Cũng cách lâu lắm rồi mà bà Bảy không nhớ được bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm. Dạ. Thì chú sợ. Biết cái Dạ. trái này sao cô giảng đó, biết cô giảng chứ không. Không dễ Ừ, nha. có thấy lúc đó chưa có cái trái, cái này mới xây thì Tết năm rồi ổng đó, Dạ. ông Dạ đang đúng đang rồi. sao mỏng bể hết trơn rồi Dạ. Cái này là ông Bảy là làm sao? kìa. Ừ, Cũng làm sao mới đây. Tết năm Một rồi với cách Tết hôm nay là giáp năm, một năm. nhà tắm thì nó sụp xuống
Dạ ông 7 giờ say xong cái này là ông 7 mất. Ông say rồi ông mới mất. Dạ say xong rồi là ông mất. Chết là mùng 8 tháng 9. Mùng 9 tháng chạp là giáp năm. Dạ. Năm tận trong nhà. Hồi nãy thím nói cô giảng làm sao? Cho cắt cái trái đó đó. Ờ cái trái này là cô giảng cho thím cắt đó hả? Cắt ra mới rộng đó. Lúc trước là đi bộ dưới đó không à. Đi vô nhà tắm đó đó. Dạ, đi bọc qua đường sao? Cái này rồi bế cửa rồi nè, rồi cái tháo ra để cái chổng vậy. Cái trái vậy mà 3 triệu đó. Đem giả mua có mấy cái cây nha. Rồi thiết cũ dần, rồi thiết mới 6-5 ngàn miếng. Cái trái gì cái đó là chục miếng tiết. Ồ, cái này dạ. Cây đơn giản. Mua có mấy cây đó, mình tại cưa bển mà 300, rồi chở xe lôi về nữa, người ta ăn 50 nữa. Dạ. Chứ cái trái lúc trước đâu có đâu. Dạ. Trong lận à, gửi cái gì, mới lên xuống đi chơi hoài nè, mới thấy công nghiệp. Bà năm nay bà cũng quay. Bà ở đời cũng được lắm, cô giảng. Dạ, cô giảng. Dạ, thì chú sẽ nói với con á, là làm cái sườn ở trên không á, là 29 triệu. Dạ, mà số tiền hiện con đang có là 21 triệu 500. Vậy là còn thiếu được, còn thiếu 7 triệu 500 nữa thôi. Là cắt cái sườn cho bà 7 trước. Dạ. Thì để con, khi nào mà con nhận được đủ số tiền 29 triệu á, là con sẽ nhờ chú Sệ lên làm nhà liền cho bà 7. Lên làm cái sườn nhà. Dạ, cho bà bảy che mưa cho nó. Có cũng được. Để không thôi mà mùa mưa sắp tới là mưa lớn, một trận mưa lớn thôi là nó sẽ sạch. Tại vì thiết ở bên này là nó cũ lắm rồi. Dạ. Thế con phấn kẹm phát. Dạ. Cây một cái cây. Dạ. Với lại bà bảy ở nhà có mình mà lỡ mình nó có bị đẩy cây hay nó sập xuống là mình không có chở. Cái cũ này đó đâu có mua đâu. Nhỏ hồi nãy, nhỏ cho cháu chồng nó cho đó. Dạ. Mua cái tủ kia năm rồi nó mới cho giáp năm. Miếng tranh cũ rồi nó cho nữa đó. Nó tới nó tấm cửa buồn cắt rồi tháo xuống đó. Nó giặt treo lên. Cái vợ mua miếng nó 50 ngàn cái kiểu. Cái đâu có xài gì đâu. Cái nào tận dụng được là dùng lại xài. Quá là trời, cửa buồn chứ không để xài đi mua nữa. Tan nó tét rồi. Giặt cái dạ. Mua loại ghẻ người ta có tiền người ta mua mắc kể người ta nhất rồi không lấy cừ nó cũ giặt lại xài mày ngặt tét nó chỉ nó cừ miếng trụ giò nhỏ, có 10 ngàn miếng nhỏ cháo cho 2 miếng để tổng miếng đầy miếng dạ. Sạch giò ông cũng sống không phải tiền còn ác nữa. Kêu thay áo cũ xuống chù giò mua chi cho tốn kém mấy đứa cháu nó cho mà cũng không có nhiêu tiền mà cũng như gì dạ cũng không có nhiêu tiền mà thấy vậy nó cũng quý lắm vậy dạ quý. Mình có khi ngủ không được nữa đó. Dạ. Mẹ thấy bà bảy vui trong người quá dạ. Nó nói nãy 10 giờ lên bà về cũng sớm lắm. Dạ. Về cái 8 giờ đó nấu cơm cúng ông chưa ấy. Dạ. Chị vợ xuống. Dạ. Sớm mới cho hai con cá mặn mớ muối chiều chi còn khô ăn chiều hôm qua. Dạ. Khúc còn khúc sáng mẹ ăn mà chưa. Dạ. Dạ. Nướng thì đèn nguội rồi đốt lửa than làm biết. Dạ. Chiên. Vậy là bà bảy chưa ăn cơm hả? Chưa. Chưa hả? Dạ. Vậy bà bảy chuẩn bị ăn cơm nha. Chúc bà bảy ăn cơm ngon miệng nha. Dạ, dạ con cũng tự giờ quên để làm nước uống. Dạ thôi khỏi đi bà bảy, được rồi bảy. Con cũng xin phép bà bảy con về. Cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha đã quan tâm và theo dõi video của mình. Xin chào cả nhà. Dì cảm ơn.